có mẫu xe nào Toyota Fortuner máy dầu 2 cầu mà giá mềm hay không? Thì xin thưa với các bác, hiện tại em đang có một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu sản xuất năm 2019 2 cầu màu đen. Đấy, số tự động các bác nhá, số tự động. Các bác thân mến, thì Toyota Fortuner máy dầu 2 cầu được xe này thì sản xuất năm 2019 và khá là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá, khá là tiết kiệm nhiên liệu. Xe được đăng ký với biển Hà Nội và các bạn có thể thấy xe đi được có 5 vạn cây thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường ngoài đô thị là 7,2 lít trên 100 km, trong đô thị là 11,4 lít trên 100 km, và đường kết hợp là 8,7 lít trên 100 km các bạn nhá. Đấy, 8,7 lít trên 100 km. Ok các bác ơi, đây hiện tại đang có cái mẫu xe 2 cầu các bác ơi. 2 cầu thì phải nói rằng là đây, lốp sơ cua đây các bác nhìn này, khá là mới. Và trên gầm xe này thì các bác có thể nhìn thấy gầm thì gần như không có bất kỳ một cái vết chảy dầu nào cả các bác nhá. Đấy, chúng ta sẽ xem lốp còn nguyên bản theo xe hay không. Đấy, sơn thì có thể nói rằng là rất khó có thể tránh khỏi, bởi vì sơn thì không ai có thể cam kết được là sơn zin 100% đâu. Nhưng lốp thì có thể có cái thông số lốp đây. Tuần thứ 17 năm 2019 các bác nhá. Tuần thứ 17 năm 2019, tức là xe này lốp còn nguyên bản theo xe hết. Và keo chỉ thì chúng tôi cũng cam kết các bạn là keo chỉ còn nguyên bản theo xe. Đây các bác nhìn này, hai cầu các bác nhá, hai cầu, và xe được trang bị khá nhiều phụ kiện. Đấy, hai cầu luôn. Đấy các bác nhìn này, trang bị khá nhiều phụ kiện các bác nhỉ. Đấy. Đấy, rất nhiều những cái mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ gầm cao, máy dầu và máy xăng đang có mặt tại BK Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao, có địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn. Và các bác nào đang quan tâm thì có thể đến trực tiếp tại BK Hà Nội các bác nhá. Xe này thì ở đây được trang bị thảm sàn sim ly cao cấp, ghế da, màn hình DVD, đi được 4,8 vạn các bác nhá. Công nghệ thì cái dòng hai cầu này khá là đẳng cấp, bởi vì được trang bị cốp điện này, rồi lấy chuyển số trên vô lăng, có cơ cấu cài cầu điện này, hệ thống hỗ trợ đổ đèo DAC được trang bị đầy đủ rồi. Và ngoài ra thì hộp số tự động 6 cấp kết hợp với lại cái chức năng Eco Mode và Power Mode, cân bằng điện tử và cơ cấu khóa vi sai cầu sau cũng được trang bị. Đèn nổ NG sửa tắt tốt và cân cruise control đã được trang bị đầy đủ rồi. Hộp lạnh, bác nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp cho qua nhá. Xe em đang chào bán với mức giá khá là mềm. Đấy, nhô 1 tỷ mốt qua nhá. Khá là mềm các bác nhá, mà dưới 1 tỷ 2 thôi. Bác nào có nhu cầu tìm kiếm thì chỉ cần 322 triệu là có thể sở hữu ngay những cái dòng xe này rồi, với lãi suất là 0,64% một tháng các bác nhá. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.